chà. Ok. Miễn phí 1 phút thôi. Nếu chơi 2 phút thì phải trả tiền nha. Con không có tiền. Ok. Thành công rồi. Hết giờ. Này, này, bây giờ con phải trả tiền đi. Không trả đâu. Bà nhảy một phút thôi có được không? Hình như con thấy bà ở đâu đó rồi. Đến đây, đến đây. Bà ơi, hết giờ rồi, hết giờ. Bà có trả tiền không vậy? Không, không. Bye bye. Tôi muốn nhảy. Tội nghiệp quá, là lỗi của mình hết. Chúng ta phải sửa lỗi nha. Tặng cho chú nè, lấy đi. Cảm ơn nha. Alo, bán một sàn nhúng mới nha.